Nam Mô A -di -đà, -phật. À Di Đà Phật. Xin mở trang 68. Câu y. Người được hộ niệm thì được sống lâu, không bị chết sớm. Đúng không? không? Câu này thì nó ngược lại với câu hôm trước. Câu hôm trước người ta nói là người hộ niệm thì bị chết sớm. Cũng sai. Bây giờ câu này nói người hộ niệm thì được sống lâu Cho nên người nào muốn sống lâu thì kêu người ta tới hộ niệm <laughs> Thấy không? Đây là những cái nhận thức sai lầm Có nhiều người sai lầm lắm Do hôm nay có từng gặp một cái chuyện mà Trong khi đang hộ niệm giải thì người con đó mới phôn về Nói anh chị ơi đừng có kêu ông hồ ông, ông 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 gì ông hồ niệm ông hồ niệm là mẹ mình chết liền <laughs> có nhiều cái nhận thức sai lầm nói thẳng thắn với chư vị là cái pháp hộ niệm thực sự nó giúp cho người học Phật chúng ta có cái cái việc chuẩn bị cho tương lai rất là tích cực và mình thường thấy là cái Phật pháp chúng ta là một cái tôn giáo không có tiêu cực không phải là cầu cái trời đất Phật trời ban bố gì cho mình cả mà pháp Phật là dạy cho mỗi người chúng ta tự quyết định tương lai của mình. Ví dụ như trước đây chúng ta rất ít nghe tới hậu niệm. Khi một người mà bệnh thì thường thường là nhờ các thầy tới cầu an. Cầu an không xong rồi thì chờ cái vị Phật tử đó chết xong tới cầu siêu. Xin thưa thực với chư vị là Pháp hộ niệm không phải là cầu an, cũng không phải là cầu siêu ăn hay không là do chính mình tạo Chứ không phải cầu an là mình được ăn. Siêu hay không là chính mình đi Chứ không phải kêu các thầy tới cầu siêu là mình được siêu sanh Phật giáo chúng ta không phải tiêu cực như vậy đâu Mà nói là thực sự tự mình phải quyết định lấy tương lai của mình Chính là thực hiện cái pháp hộ niệm đấy Chỉ cho mình con đường đi cho vững vàng đấy Hãy mình sửa chết Thì thôi tiêu rồi là do mình sợ chết mà tâm này phải theo cái cục tình đó mà chết chứ không phải nói là chết là làm cho mình bị đòi lạc không phải cục thịt này chết để nó chết nhưng mà mình đứng sợ chết mình quyết làm đi về tây phương mình bị phiền não là mình theo cái phiền não mà nó quyên lấy trong sáu đường luân hồi chứ không phải là cái phiền não này là tự nó nó làm cho mình xuống sáu đường luân hồi không phải mình phải tách rời nó ra mình sơ bệnh thì một cơn bệnh nó nổi lên một cái là mình không còn có thể an tâm được đâu vì không an tâm cho nên tâm mình bất tịnh tâm mình bị loạn vì loạn đó mà trong lúc xả bỏ bảo thông mình theo cái loạn đó mà chịu cảnh luôn ngồi sinh tử cho nên cái pháp hộ niệm dạy cho mình gỡ cho được những cái này bó cho được những cái này gọi là chú động đi về tương lai hay lắm đó chưa vị cho nên những người nói là muốn sống lâu kêu ba hồ niệm tất sai lầm kêu người ta tới hồ niệm không thì chết không có cái cục thịt này chết cứ để nó chết tại vì nó đã mãn hạn rồi nhớ là cục thịt này là theo nghiệp nghiệp thì nó có tỏ mãn còn cái tâm chúng ta là giác ngộ hay mê nhớ trực kỹ cái điểm này giác ngộ lúc nào ta đi thẳng về con đường giải thoát lúc đó mà còn không giác ngộ thì tu cả một đời có ban hồ niệm tới cũng chịu thua cứ theo cái mê đó mà chịu nạn mong cho vị hiểu được như vậy mà phải quyết định cho đúng đừng có sai lầm mà uống phí tu hành mà rau cùng cũng hướng được cái gì cả câu gì người phàm phu thân mạng vô thường thì khi mãn phần phải trả về cho vô thường người nắm vững pháp niệm phật cầu vãng sanh thì được vãng sanh tây phương cực lạc chứ không còn chết sống trong sáu đường luân hồi nữa đúng không chưa vậy câu phải nói là nắm cho vững Vấn là người nắm cho vững cái pháp niệm Phật cầu vãng sanh thì được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khi nắm cho vững này chưa viện nói cho rõ. Có nhiều người cứ nói đi niệm Phật, niệm Phật rồi về, về giảm là mình được vãng sanh. Không. Nắm cho vững cái chỗ nào là bây giờ đây mình niệm Phật thì đến lúc lâm chung mình cũng phải niệm Phật. Nắm cho vững là tại lúc lâm chung mình thực hiện cho được cái phương pháp niệm Phật cầu vãng sanh. Làm sao đó là? Bây giờ mình tu cao tu thấp tu rộng tu hẹp tu gì đó tu làm sao đến lúc lâm chung khi mà liền cái báo thân này nó chuẩn bị lượm cái báo thân khác chư vị có thực hiện được cái đường tu đó hay không nếu mà thực hiện được đường tu thì chư vị đi thẳng về cánh giới mà chư vị đang hôn tu đó như vậy chúng ta hàng ngày chúng ta nguyện vãng tranh đi về tây phương vạn tranh làm sao khi xả bỏ báo thân mà chư vị thực hiện cho được cái ý tưởng này thì chư vị sẽ đi về cái cánh giới Tây Phương Cực Lạc Tại vì huân tu hàng ngày chúng ta là quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc Còn nếu bây giờ chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc Mà lúc đó con cái nó làm cho mình bận biểu Chồng vợ làm cho mình bận biểu Hàng xóm làm cho mình bận biểu Tiền bạc làm cho mình bận biểu Mình lo mà sợ đủ thứ Thì mình theo những cái mà lo lắng đó Để mà thọ nạn trước Còn cái ý niệm đi về Tây Phương Nó chờ đến một kiếp nào phía sau tính sau cho nên hiểu được như vậy mới thấy là cái pháp hộ niệm Dễ cho mình tích cực, chủ động đi về cảnh giới mà mình muốn. Chính là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chân mong cho vị hiếu được như vậy mới thấy rõ ràng là đây là cái phương pháp, đây là cái cơ hội cho mình thoát vọng sanh tử luân hồi đây. Nếu mà sợ ý thì chịu thua. Câu ca Người nào được hộ niệm thì thường tắt hơi sớm hơn bình thường. Đúng hay sai? Sai này câu này nói dường như câu trước ấy câu trước nữa là à, niệm hồn niệm thì được sống lâu bây giờ câu này nói là, là Hồn niệm thì tắt hơi sớm không tắt hơi sớm không tắt hơi sâu là đại 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 vội rồi các ngài muốn đi lúc nào đi các ngài muốn ở lúc nào ở chuyện đó là chuyện của các ngài còn ta mà tự kiếm lên kiếm xuống tự soát lên suốt xuống mà thấy rõ ràng mình là phạm phụ thì cái thân nghiệp này nó có định số có nhiều người nằm trên giường mà ăn một chỗ ỉa một chỗ mê mê hồ hồ gì đó mười năm hai chục năm mà vẫn không chết ngày ngày cầu cho chết mà không chết còn có nhiều người thiệt là ngon lành sang lái xe chiều trên veo là cái chuyện hết sức bình thường như vậy rõ ràng cái định mệnh nó đã chi phối thân nghiệp này một cách rõ rệt rồi chúng ta không sợ nữa như vậy thì rõ ràng là Biết rằng là nó có ngày có giờ rồi Thì cớ chi mà mình sợ nó Đúng không Cớ chi mà mình lo nó Chứ nếu mà mình lo nó Thì cái lính cái lúc mà giai đoạn mà đi mình bị mất Phần bản sanh Mình sợ nó thì lúc mình ra đi Mình phải theo cục thịt mình chịu nạn Nhớ trực kỹ cái điểm này Như vậy thì xin thưa với chư vị Tập cái tánh gọi là tự tại Tự tại trước sống chết Không sợ chết là người tự tại trước sống chết Người tự tại trước bệnh khổ là người không sợ bệnh Không sao hết Uống thuốc cứ uống thuốc Không sao hết Nhưng mà biết là cái nghiệp của mình nó tao đó Cứ việc chịu đi không sao cả Tại vì chưa chắc con bệnh này mình chết đâu Mà nó bắt mình phải chịu hai chục cái bệnh nữa mà nhiều khi mình định là mình hai 20 căn bệnh nữa mới chết mà mấy căn bệnh này nó còn làm queo đâu rồi. Là nó có định số rồi, đừng sợ nó được. Thì tự nhiên chư vị sẽ được thiên lâm hộ pháp bảo vệ. Chư Bồ Tát gia trì cho. cái Đây là cái yếu tố mà rất quan trọng của người niệm Phật Nếu mình chưa bị lơ là không có nghĩ tới cái chuyện thiên lăng và pháp bảo vệ Thì coi chừng mình bị sai lầm rồi Nhờ mình trí thành chí kính mà được chư thiên năng và pháp bảo vệ Chư Bồ Tát gia trì cho mình Nhớ cho kỹ điểm này mà để đi cho đúng Đừng có thấy người ta sợ mình vẫn chức sợ theo kẹt chết Chết quẹo luôn Cho nên người nào được hộ niệm thì thường tắt hơi sớm hơn mà đừng lại chuyện sai lầm có nhiều người nói cái ông đó ông đàn bị bệnh và cái tụng cái một cái bài chú đại bi cái ông nóng tắt hơi đó gọi là, là cái cái gặp may đó cũng giống như nhiều khi mình đi hộ niệm vừa mới đọc cái câu nguyễn à, nguyện đem công đức này nè. hồi hướng cho phật tử nam đó hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quá cái tự nhiên người ta nhắm mắt ra đi đó là cái may nó gặp nó trùng hợp như vậy chứ không phải mình có thần lực gì mà tới đọc hết xong rồi người ta mới đi không phải nên nhớ chữ vị là tất cả đều có định số rồi nó chỉ là một cái cái dịp may nào đó thôi trong phải là tụng bài chú đó là người ta đã đi đã đọc một bài kinh nghĩa an lành ra đi không phải tại sao có nhiều người đọc tới năm bài chú rồi mà sao người ta chưa đi tại sao có nhiều người đọc năm bài kinh rồi mà chưa đi tại vì cái số phận người ta chưa tới cho nên hiểu được như vậy Chứ vị mới thấy rõ ràng có lý cơ sự trong đó đừng có nên cứ nghe rồi những người cứ nói lung tung bèn hết rồi uống câu an là chỉ có tự tử mới bị chết sớm hơn bình thường còn hộ niệm là giúp người bệnh đến kỳ mãn báo thân biết đường vãng sanh tây phương cực lạc đúng không chư vị tự tử nguy hiểm vô cùng mong chư vị phải nhớ là người học phật đừng bao giờ có ý niệm này nguy hiểm vô cùng tại cái phần số mà chưa chết mình có tự tử như là mình ca sát hải gục thịt này thì cái tâm linh của mình nó vẫn cứ lang thang lang thang trong cảnh giới trung ấm Chờ cho nó mãn hạn mới, 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 mới được quyền chuyển thế đấy Mà trong kinh Phật Phật có nói hệ mình chết cái cái gì Thì trong cái cánh trung ấm cứ bảy ngày nó hiện lại một lần nữa Mà cái lần sau nó còn nguy hiểm hơn lần trước Cho nên là người Phật đừng bao giờ có cái ý niệm mà khô quá tự tử Khô quá là tại trong đời trước mình vụng tu Mình thiếu phước Tạo quá nhiều cái nhân chủng xấu Bây giờ những cái nhân chủng đó nó gặp cho nó ứng hiện lên nó bắt mình phải trả Hiểu được như vậy thì những người nào mà trá này trá nọ đổ Bình tĩnh đi, vui vẻ đi Để cho nhân nghiệp đó nó trôi đi Trôi theo cái dòng suối đi Đừng có để nó dính lại nữa Làm mới hay Chứ đừng có nên mà sợi khổ lắm Cho nên ở đây nói là chỉ có tự tử mới chết lắm Chết là cái cục thịt này chết Nhưng mà cái thần thức của ta cũng không chết Mà cứ lang thang lang thang Thế gian gọi là ma là quý là thứ gì đó Nó nguy hiểm dữ lắm Càng ngày càng đau khổ Càng ngày càng càng đau khổ Cho nên những người đó khổ quá rồi Ta khóc than đủ thứ Hiểu được như vậy Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện tự tử, tử Còn hộ niệm là giúp cho người bệnh đến Kỳ hạn mà mãn cái bao thân Biết đường vãng tranh tây phương ngược lạc Điểm này quan trọng vô cùng Tất cả mọi người đều đi cái chỗ mà mãn cái báo thân đó nhưng mà vì không biết đạo trên hàng vạn người đến cái kỳ mãn báo thông không biết đường nào mà đi tìm cái tương lai mà sống. Thành ra cứ theo nghiệp mà thọ nạn. Theo oan gia trái chủ cài bẫy mà bị nạn. Chứ tiếp tục nạn 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 tay như vậy trùng trùng điệp điệp. Người không biết tu bị nạn đã quá thường đi. Người biết tu vẫn bị nạn. Tại vì biết tu mà không biết xử lý cái đường tu của mình trong lúc xả bỏ báo thằng nó thắng thắng mới trở về như vậy. cho nên cái pháp hồ niệm là gì? pháp hồ niệm là dạy chúng ta bây giờ niệm phật như thế nào và dạy chúng ta lúc lâm chúng phải làm như thế nào. tại chính mình làm được thì mình vãng sanh, chính mình làm được thì mình thực hiện cái con đường tương lai của mình. mình làm không được thì mình đành chịu nghiệp chi phối. mình sẽ là cái nô lệ chân nghiệp chướng nó dẫn mình đi. còn cái đường tu mà mình tu hành trong những năm tháng gần đây nó sẽ là một cái gọi là cái phước báu nào đó ở trong cái a lại gia thức Đến một kiếp nào đó khi có duyên nó bùng lại Bùng lại giúp cho mình tìm thêm câu a di đà Phật Cô giống biết cái nào ra hết Nhớ cho kỹ cái điểm này Cho nên cái pháp hồ niệm là dạy chúng ta Từng chút từng chút để mà đi cho được Bây giờ đây mình sợ cái gì Nếu lúc lâm chung mà còn tiếp tục sợ về vậy Theo cái cảnh giới sợ đó mà thọ nạn Trong những cái giá tương ứng Còn mình không sợ gì cả Mình quyết làm đi về Tây Phương Thấy một cảnh giới nào hiện ra Mình không có nghĩ tới Mình không có bàn tới Mình không có lo có mừng có bám chút cứ bám câu a di đà Phật quyết làm đi về Tây Phương Nhất định Kinh Phật đã nói Mười niệm tắt sạch Như vậy cái Pháp Hồ Niệm này dạy cho mình Phải thực hiện cho được Niệm a di đà Phật với lòng tin tưởng sâu sắc Đừng lo, đừng sợ, đừng vướng bận bất cứ cái gì Dù lúc đó mình thấy cái gì được Cũng cứ thịnh vượng Bao cho ban hồ niệm tôi thấy như vậy đã đủ rồi Ban hồ niệm sẵn sàng họ Có những lời động viên tại chỗ tích cực Dẫn dắt cho mình cái tinh thần vững lên Cứng lên mình vẫn cứng lên tâm lực mạnh vẫn tâm lực mạnh sẽ đe bẹp tất cả những nghiệp chướng chúng nó sẽ đánh bạc tất cả những cảnh giới xung quanh và a à di đà phật hiện toàn tiếp chẳng về tây phương cực lạc cho nên xin thưa với chư vị pháp hộ niệm thực sự là một đại cứu tinh mà vì chúng sanh không biết tướng là giỡn, tướng là đơn giản thành ra bỏ lơ bỏ lơ thành ra vãng vãng người chết đi trong cảnh đồ lạc mà không may Mong cho vị hiểu được như vậy Quyết lòng quyết giả Mà hỗ trợ cho nhau Hỗ niệm cho nhau Để cùng nhau vãng sanh thành đạo Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu xanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này tra nghiêm cõi tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật